Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Viêm khớp, đau khớp gối, ăn thứ này rất tốt cho sức khỏe, nên bổ sung thường xuyên. Sức Khỏe Tự Nhiên rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết, cứ trung bình 10 người được hỏi thì có đến 8 người đã từng trải qua ít nhất một lần đau khớp gối trong đời. Căn bệnh đau khớp gối đã trở thành nỗi ám ảnh của rất nhiều người, gây ra rất nhiều khó khăn bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày, khiến nhiều người vô cùng mệt mỏi. Và khi mắc phải căn bệnh này, nhiều người đã tìm đủ mọi cách để làm giảm tình trạng bệnh. Người thì lựa chọn thuốc bổ đắt đỏ, số khác thì lại tìm đến châm cứu hay nhờ đến sự can thiệp của y học hiện đại. Vậy tại sao bạn không thử áp dụng bài thuốc chữa đau khớp gối cực kỳ hiệu quả bằng chính chế độ ăn uống hàng ngày của chúng ta? Theo các chuyên gia sức khỏe cho biết, những loại thực phẩm dưới đây cực tốt cho người viêm khớp, đau khớp gối mà ai cũng nên biết để bổ sung thường xuyên trong chế độ ăn uống của gia đình mình. Bạn có tò mò muốn biết đó là những thực phẩm quen thuộc nào hay không? Hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Viêm khớp gối là tình trạng khớp gối bị viêm nhiễm, khiến cho vùng xung quanh đầu gối bị đau buốt và tê nhức. Tình trạng này xảy ra khi phần sụn khớp bị khô rát, do quá trình bào mòn khiến khớp xương cọ sát vào nhau và gây sưng viêm đầu gối. Viêm khớp gối gây ra những cơn đau buốt dữ dội, đặc biệt là khi vận động chi dưới. Vì vậy, việc chăm sóc các khớp gối là vô cùng quan trọng để các khớp luôn hoạt động trơn tru, tránh các chấn thương xảy ra. Dưới đây là những thực phẩm cực tốt cho người viêm khớp, đau khớp gối mà bạn nên bổ sung thường xuyên trong chế độ ăn uống của gia đình mình. Thứ nhất, các loại xương. Nước hầm xương có chứa nhiều chorotin và glucosamin, những hợp chất tự nhiên có nhiều trong ruột. Những hợp chất này có công dụng tuyệt vời trong việc giúp ruột trở nên chắc khỏe hơn. Ngoài ra, những món ngon được hầm từ xương ống hoặc xương này còn đem đến một nguồn canxi dồi dào cho cơ thể. Thứ hai, các loại nấm. Các loại nấm đều được xem là thực phẩm vàng tốt cho sức khỏe xương khớp. Không những thế, nấm còn giúp tăng cường sức đề kháng, chống lão hóa, giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, ung thư. Đặc biệt, nấm có chứa polysaccharide có thể tăng cường hệ miễn dịch và ức chế sự phát triển của các khối u. Đối với người bị thoái hóa khớp gối, nên tăng cường dùng các loại nấm như nấm hương, có khả năng chống viêm, chữa suy nhược cơ thể, hỗ trợ điều trị chứng tay chân tê bại. Nấm mộc nhĩ phòng ngừa xơ vữa động mạch, hạ huyết áp để nâng cao hiệu quả điều trị, hỗ trợ phòng và điều trị tốt bệnh thoái hóa khớp gối. Nên kết hợp nấm với các loại rau củ như súp lơ xanh, cà rốt. Thứ ba, cá béo giảm viêm khớp. Các bạn thân mến, những dòng cá béo đặc biệt là cá thu, cá hồi hoặc cá mòi là sự lựa chọn hiệu quả nhất cho người bị viêm khớp. Chúng có rất nhiều axit béo omega 3, một chất đã được chứng minh về tác dụng kháng viêm mạnh mẽ. Đặc biệt, cá hồi chứa khá nhiều omega 3, có tác dụng kháng viêm, giảm sưng, đau khớp gối, cực kỳ hiệu quả. Một cuộc nghiên cứu nhỏ được thực hiện trên 33 người bị viêm khớp tại Mỹ. Một số người tham gia được chia làm 3 nhóm, một nhóm ăn cá béo, một nhóm ăn cá nạc, cũng như một số còn lại được ăn thịt nạc 4 lần trong tuần. Kết quả là sau 8 tuần thử nghiệm, nhóm bạn nam ăn cá béo đã giảm thiểu được đáng kể các hợp chất tham gia vào phản ứng viêm trong cơ thể. Nhiều nghiên cứu khác cũng đã chỉ ra việc uống bổ sung omega 3 có thể giúp cải thiện được tình trạng đau khớp, cứng khớp vào buổi sáng, đồng thời giảm được tần suất sử dụng thuốc, bớt đau nhức ở các người bệnh bị viêm khớp. Bên ngoài omega 3, cá béo cũng là nguồn cung cấp vitamin dồi dào. Chất này rất cần thiết để cơ thể hấp thu canxi, giúp xương khớp chắc khỏe hơn và hạn chế được những tổn thương do bệnh viêm khớp gây ra. Với các lợi ích tuyệt vời trên, các bác sĩ khuyến cáo người bị viêm khớp cần thêm cá béo vào khẩu phần ăn ít nhất 2 lần mỗi tuần để tận dụng được đặc tính chống viêm tự nhiên của nhóm thực phẩm này. Thứ tư, quả bơ.
Bơ cũng là một trong những mẫu trái cây buộc phải có mặt trong chế độ ăn dành cho người mắc bệnh viêm khớp. Loại trái cây này giúp làm tăng lượng collagen được sản sinh trong cơ thể. Nhờ đó, hệ thống gân cơ cũng như xương khớp có độ đàn hồi cũng như sự dẻo dai tốt nhất, giúp khớp đi lại chân trơn tru. Bơ khiến tăng lượng collagen, cải thiện độ đàn hồi của sụn khớp cũng như dây chằng, giúp bệnh nhân viêm khớp nhanh được chữa trị lành. Cùng với đó, một số thành phần vitamin A, B, E, canxi cũng như colet có trong bơ còn giúp sửa chữa, trị tổn thương ở sụn cũng như đầu xương, ngăn chặn quá trình thoái hóa, góp phần rút ngắn thời gian trị bệnh viêm khớp. Thứ năm, quả óc chó. Quả óc chó chứa khá nhiều vitamin C, chất xơ, protein, canxi, sắt, magie, kali, phốt pho và đặc biệt là omega 3. Một số chất này đều góp phần chống lại hiện tượng viêm khớp, cải thiện sức mạnh cho hệ thống cơ xương khớp, kích thích tái tạo tế bào sụn và xương, đồng thời nâng cao sức đề kháng cho cơ thể. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng thành phần chất béo không bão hòa đa trong quả óc chó có thể giúp làm giảm cholesterol trong máu, giúp kiểm soát cân nặng. Những người bệnh bị béo phì đang có kế hoạch ăn kiêng, giảm cân để giải phóng áp lực lên khớp thì không bắt buộc bỏ qua thực phẩm này. Để đẩy lùi bệnh viêm khớp một cách tự nhiên, bạn nam buộc phải duy trì ăn 30g hạt óc chó mỗi ngày, tương đương 7-9 hạt. Mẫu hạt này có khả năng được dùng theo rất nhiều cách khác nhau, ăn trực tiếp, xay sữa uống, trộn salad. Thứ 6, tỏi chính là vị thuốc kháng sinh tự nhiên cho viêm khớp. Sở hữu hàm lượng allicin dồi dào, tỏi được dùng như một phương thuốc kháng sinh tự nhiên, giúp chống lại hiện tượng nhiễm trùng trong khớp gối, giảm sưng viêm khớp mà không dẫn tới bất kỳ tác dụng phụ nào cho sức khỏe. Lúc được hấp thu allicin, hoạt động bằng cách kích hoạt các tế bào miễn dịch, hoạt động mạnh mẽ để chống lại tạp khuẩn và một số tác nhân gây viêm khớp. Ngoài ra, thường xuyên ăn tỏi cũng giúp giảm nguy cơ bị ung thư, làm chậm quá trình thoái hóa xương khớp, phòng ngừa các bệnh lý về tim mạch, huyết áp. Thêm tỏi vào chế độ ăn uống hàng ngày không chỉ giúp cải thiện một số triệu chứng bệnh viêm khớp mà còn cải thiện sức khỏe tổng thể. Nếu ăn được tỏi sống, người bệnh phải ăn 3-4 tép tỏi mỗi ngày. Trường hợp dùng tỏi trong chế biến món ăn, nên nhớ giã nát cũng như để bên ngoài không khí khoảng 10 phút, cho hóa chất allicin trong tỏi được giải phóng hoàn toàn trước lúc sử dụng. Trong dân gian, tỏi còn được người dân sử dụng ngâm rượu uống hay xoa bóp ngoài khớp để bớt đau, giúp đỡ điều trị bệnh viêm khớp. Thứ 7, gừng bớt đau, chống viêm khớp. Nếu như bạn đang phân vân bị viêm khớp cần ăn gì, thì gừng chính là sự lựa chọn hữu ích. Chất này có rất nhiều tác dụng đối với người mắc viêm khớp nói riêng, cũng như các quý ông mắc một số bệnh lý về xương khớp nói chung. Cụ thể, gừng cung cấp rất nhiều zingeron, sắt, kẽm, kali có tác dụng làm cho tăng tuần hoàn máu trong cơ thể, tăng cường tưới máu tới nuôi dưỡng khớp mắc viêm, giúp tổn thương bên trong nhanh được chữa trị lành. Gừng cũng hoạt động giống như một loại thuốc giảm đau nhức, thường được chuyên gia kê đơn cho người mắc viêm khớp. Vì vậy, người sử dụng gừng thường xuyên cũng giúp giảm cholesterol xấu, hỗ trợ giảm cân, đẩy mạnh hoạt động trao đổi chất trong cơ thể, giúp nâng cao sức khỏe một cách toàn diện. Uống trà gừng, dùng gừng làm cho nước chấm hay ướp thực phẩm là một số cách đơn giản để bạn nam có khả năng tận dụng được một số lợi ích tuyệt vời từ gừng để góp phần đẩy lùi viêm khớp một cách tự nhiên. Thứ 8, bông cải xanh tốt cho người bị viêm khớp. Bông cải xanh hoặc súp lơ xanh cũng là thực phẩm người mắc viêm khớp nên bổ sung mỗi ngày. Trong thực phẩm này chứa thành phần quan trọng nhất là sulforaphan. Chất này có thể chống oxy hóa, ngăn chặn sự hình thành các chất dẫn đến phản ứng viêm tại khớp, thông qua đấy cải thiện những triệu chứng bệnh. Ngoài ra, các thành phần vitamin A, C, K, canxi, phốt pho, kali được tìm thấy trong bông cải xanh cũng đẩy nhanh tốc độ phục hồi tổn thương, giúp xương khớp dẻo dai, chắc khỏe hơn. Thứ 9, đậu nành. Đậu nành là thực phẩm quen thuộc của nhiều gia đình, giá thành rẻ và dễ dàng sử dụng.
Không những thế, đậu nành có chứa những dưỡng chất cần thiết cho người bị viêm khớp gối như hàm lượng protein cao, các muối khoáng và giàu vitamin. Ngoài ra, đậu nành còn có đặc tính chống oxy hóa và kích thích sản sinh collagen ở tế bào ruột rất hiệu quả. Do đó, nó được xem là loại thực phẩm vàng trong quá trình điều trị bệnh, nâng cao hệ miễn dịch, giảm nguy cơ béo phì hay những bệnh về tim mạch, đặc biệt tốt cho người bị khớp gối. Ngoài ra, bạn có thể bổ sung các món canh dưới đây, không chỉ thơm ngon mà còn rất tốt cho hệ xương khớp của bạn nữa đấy. Hãy tiếp tục theo dõi video để cùng chúng tôi bắt tay thực hiện ngay nhé. Dưới đây là một vài món ăn và công thức chế biến dành cho người bị viêm khớp gối. Món ăn thứ nhất, canh sườn non nấu rau củ. Nguyên liệu: sườn non khoảng 500g, rau củ su su, khoai tây, cà rốt, lựa chọn tùy sở thích, hành lá, rau mùi, vài lát gừng, gia vị nêm nếm. Cách làm như sau: rau củ gọt vỏ rửa sạch, cắt thành miếng nhỏ vừa ăn, rửa sườn với muối và giấm, chần sơ với nước sôi, sau đó ninh sườn với gừng, ít muối, khoảng 1,5 tiếng. Nếm thấy nước dùng đã ngọt, cho rau củ vào nấu chín, nêm gia vị cho phù hợp khẩu vị. Trình bày và thưởng thức món ăn. Món ăn thứ hai, gà hầm thuốc bắc. Gà hầm thuốc bắc là món ăn bổ dưỡng tốt cho sức khỏe xương khớp. Nguyên liệu: nửa ký gà ác đen, hạt gà non tơ 10g, long nhãn 10g, táo tàu 10g, kỷ tử. Cách thực hiện: gà làm sạch, hầm chung với các nguyên liệu đã chuẩn bị. Khi gà chín nhừ thì nêm nếm gia vị cho vừa ăn rồi tắt bếp. Chia làm 2 lần ăn trong ngày, ăn nhiều lần trong tháng để giảm đau nhức khớp gối. Quý vị thân mến, nếu bạn hoặc người thân trong gia đình đang mắc phải căn bệnh đau nhức xương khớp thì hãy cố gắng bổ sung những thực phẩm lành mạnh, bổ dưỡng mà Sức Khỏe Tự Nhiên chia sẻ ở trên vào bữa cơm của gia đình nhé. Cùng với đó, người bạn có thể kết hợp với các bài thuốc từ nguyên liệu thiên nhiên có sẵn trong vườn nhà dưới đây, giúp cải thiện tình trạng bệnh nhanh chóng mà không cần sử dụng bất cứ viên thuốc tây nào. Bật mí với quý vị rằng, cách thực hiện các bài thuốc này cực kỳ đơn giản, không hề tốn quá nhiều thời gian và công sức. Do đó, bạn hoàn toàn có thể áp dụng để sớm nói lời vĩnh biệt với đau nhức xương khớp nhé. Bài thuốc thứ nhất, chữa đau khớp gối từ ngải cứu. Ngải cứu là một trong các vị thuốc dân gian vô cùng quen thuộc, được dùng chủ yếu trong chữa các bệnh xương khớp. Tất cả là phụ thuộc vào khả năng giảm đau và điều hòa khí huyết quá tốt. Lúc mắc xương đau khớp gối, nhiều người bệnh đã tin tưởng áp dụng mẹo chữa từ vị thuốc này. Bài thuốc từ ngải cứu giúp khắc phục tình trạng xương đau khớp gối. Thảo dược tự nhiên này có chứa khá nhiều thành phần có dược tính cao, ví dụ như một số axit amin, choline, calavonoid, adenine có khả năng giúp bớt đau, song song chống lại vô cùng quá trình lão hóa, từ đây giúp khớp gối luôn được khỏe mạnh, giảm đau và sưng viêm. Cách thực hiện: chuẩn bị 300g ngải cứu tươi cùng 2 thìa mật ong nguyên chất. Ngải cứu rửa sạch với nước muối loãng rồi cho vào cối giã nát, sau đó vắt lấy nước cốt, cho mật ong vào, khuấy đều rồi uống trực tiếp, uống đều đặn 2 lần mỗi ngày vào sau bữa sáng cũng như bữa tối. Bài thuốc thứ hai, chữa đau khớp gối bằng cây đinh lăng. Trong những dòng thảo dược tự nhiên chữa trị đau khớp gối thì cây đinh lăng là dòng được sử dụng tương đối phổ biến. Phần rễ của thảo dược này được rất nhiều nghiên cứu ghi nhận là có chứa các hoạt chất tác động trực tiếp tới sức khỏe xương khớp. Với hơn 20 loại axit amin cùng 8 loại saponin và hàng mẫu vitamin, rễ đinh lăng có tác dụng cải thiện tuần hoàn máu cũng như tăng cường thể trạng cho cơ thể, từ đấy có khả năng giúp giảm đau nhức và hỗ trợ quá trình chữa trị lành tổn thương ở khớp gối. Cách thực hiện: chuẩn bị 20-30g rễ cây đinh lăng tươi, đem nguyên liệu đi rửa sạch, phơi khô rồi xào vàng, sau đó cho vào nồi sắt cùng với 1 lít nước trong vòng 20 phút trên lửa nhỏ. Sau đó bỏ bã cũng như chia nước sắt thu được thành 3-5 lần uống trong ngày. Bài thuốc thứ ba, trị đau khớp gối bằng gừng. Gừng không chỉ là mẫu gia vị quen thuộc trong gian bếp mỗi nhà mà còn được ứng dụng vào bài thuốc chữa trị đau khớp gối.
Dược liệu này có vị cay, tính ấm, với tác dụng khiến giảm đau nhức cũng như tăng cường lưu thông máu vô cùng tốt. Dùng gừng để kích thích quá trình tuần hoàn máu tới các khớp gối đang tổn thương, song song giúp khắc phục trường hợp đau nhức cũng như sưng viêm. Bác sĩ cho biết, với những đối tượng khá mẫn với thuốc tây thì gừng có thể được sử dụng như liệu pháp thay thế cho các loại thuốc bớt đau thông thường. Khi bạn gặp phải triệu chứng đau khớp gối, bạn có thể áp dụng bài thuốc đơn giản từ gừng như sau. Cách thực hiện: chuẩn bị 100g gừng tươi và 1 ít rượu trắng. Gừng đem rửa sạch rồi cạo lấy phần vỏ, cũng như đem đi sấy khô. Bỏ vỏ gừng vào trong rượu trắng, khuấy đều lên rồi uống trực tiếp. Ngoài ra, còn có khả năng ngâm rượu gừng để thoa bóp ngoài khớp gối mắc đau. Quý vị thân mến, hy vọng sau khi xem xong video ngày hôm nay, Sức khỏe tự nhiên, các bạn sẽ có thêm kiến thức về chế độ dinh dưỡng dành cho người bệnh đau nhức xương khớp, để từ đó lựa chọn được cho mình những loại thực phẩm phù hợp, giúp nâng cao sức khỏe và đẩy lùi các cơn đau nhức mỗi khi trái gió trở trời. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Sức khỏe tự nhiên. Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và hay nhất của Sức khỏe tự nhiên. Cuối cùng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.